Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cấp bến đủ loại những cái mặt hàng kg, những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm nhất ạ, với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi là một trong những cái mặt bông hoàng hay còn gọi là ngũ tinh, một trong những mặt bông mà có thể coi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan rừng ạ. Và cái dòng lan hoàng thảo u lồi này sẽ nở hoa vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là cây đã rụng hết lá như thế này rồi, cô chú anh chị mua lợi cân. Và đặc biệt là với cái tầm mà hiện tại là cây chưa nhú nụ như thế này thì cô chú anh chị sẽ được chơi hoa gọi là trọn vẹn nhất nhé cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà cô chú anh chị đợi một dạo lâu nữa mà cây nó đã bắt đầu là nhú nụ rồi ạ, thì khi mà vận chuyển đóng gói chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nụ, nên là cô chú anh chị sẽ không có được một mùa hoa trọn vẹn đâu. Nên là nếu như cô chú anh chị muốn có một cái mùa u lồi hoàng thảo ngũ tinh đẹp một cách trọn vẹn thì đây cái thời điểm quá tuyệt vời, mầm gốc đã bắt đầu lên đến nơi rồi đây cô chú anh chị, cái dòng hoa nở thời điểm Tết đấy ạ. Cái tầm bây giờ thì mà mùa cây giống, mùa mầm cũng đẹp mà mùa hoa cũng đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Em bán ở đây là 200.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, dáng hương tam bảo sắc, một cái lô hàng về cực kỳ là mướt như thế này. Cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ sang xuân mình có một cái giòn lan đẹp thơm nức nở để thưởng thức. Một cái dòng hàng quốc dân với giá em bán chỉ có 140.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị này. Đấy, cái lô tam bảo sắc về cây rất là khỏe, bộ rễ này. Đó. Cây tơ và hàng này thì sẽ rất là ít bị xuống lá cô chú anh chị nhá. Với giá chỉ có 140.000 trong 1 kg thôi. Cây vừa tầm ghép ạ và đảm bảo sẽ cho mùa hoa đẹp nhất. Và sang bên này đây là sẽ là cái dòng lan hoàng thảo dáng hương quế tím. Cái dòng quế tím này có thể cái mùi hương của nó có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Cây là xếp rất là đẹp luôn như thế này. Hàng về tươi roi rói luôn, 140.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây là cái dòng dáng hương đuôi sắc này. Hàng cây lá xếp V cực xinh luôn như thế này đấy ạ. Em bán 120.000 trong 1 kg với 0,3. Cô chú anh chị có thể có hơn 30.000 thôi để cô chú anh chị có một cái giò lan rất là tuyệt vời rồi. Còn bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị mình. Những ai yêu thích cái dòng hoa màu trắng và cực kỳ là thơm ngọt ngào quyến rũ đấy ạ. Đây là cái hàng tuyển chọn nên là cây bạch nhạn này to và đảm bảo cho cô chú anh chị những cần hoa dài và đẹp ở mùa xuân cô chú anh chị nhé. Bạch nhạn này em bán với giá 160.000 trong 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ. Và đặc biệt là một cái lô dáng hương hoàng nhạn về này, hàng đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Những cây hoàng nhạn mà bản lá rất là to luôn này, hoàng nhạn rừng nhá cô chú anh chị nhá. Và hoàng nhạn này em bán với giá là 550.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg. Cái lô hàng này về thì có những cây khá là lớn. Nói chung là cái hàng này thì cây khá là lớn cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán từ 0,1 kg với 0,1 cô chú anh chị có thể lấy nó dao động khoảng tầm 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị ạ. Dạ, với cái lô này 2 4 6 cây. 6 cây như lô này nó rơi vào 0,1 kg này. Đó. Và riêng dòng hoàng nhạn này cô chú anh chị thấy rằng là thời điểm bây giờ ạ thì rất là nhiều nhà vườn người ta đã trồng những cây hoàng nhạn từ rừng và thuần ra nó đẹp không kém cạnh gì những cây nhạn 4N của Thái mà giá với giá mỗi một cây hơn 200.000 đúng không ạ? Đó, hoàng nhạn vườn của Việt Nam mình thuần bây giờ cũng đã rất là đẹp từ những cây nhạn rừng này này. Đấy, thay vì mua những cây nhạn 4N đắt đỏ của Thái, cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây nhạn rừng, tận dụng những cây nhạn rừng rất là đẹp để trồng cho sân vườn của nhà mình. Thực ra thì những cây nhạn 4N cô chú anh chị đang sưu tầm, đang rất là yêu thích đấy ạ, cũng là từ những cây nhạn rừng nhá cô chú anh chị nhá, từ những cây nhạn rừng thôi chứ không phải hàng đột biến đâu bạn. Mà nhà vườn bên Thái người ta đã đi trước mình, người ta đã nhân giống từ cây nhạn rừng đó để trở thành cây nhạn 4N mà bán sang Việt Nam mình rất là đắt đỏ. Trong khi đó thì bên Việt Nam mình cây giống rất là nhiều, cây giống nhạn rừng rất là nhiều. Thế thì tại sao mình lại không tự trồng cho mình những cây nhạn để mà thưởng thức hoa? Nó không khác gì nhạn 4N cả mà giá thì cực kỳ là rẻ đây. Với số tiền 55.000 cô chú anh chị có thể sở hữu cả một lô như thế này.
Đó, về trồng 1-2 năm đó, cây sẽ đẹp mê luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan, một cái lô duy nhất, rất là xinh đẹp. Cái dòng lan tiểu hồ điệp đây ạ. Tiểu hồ điệp, một cái loại lan mà khi mà nở hoa đủ sắc màu, như là bản giao hưởng của màu sắc luôn, đủ màu sắc cô chú anh chị nhé. Cái lô tổ tiểu hồ điệp mà dễ thuần dễ chăm, chỗ này cô chú anh chị về trồng một cái chậu rất là sum xuê luôn. Em bán với giá là 35.000 cho lô tiểu hồ điệp này. Và sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em một cái lô đai châu rừng. Đai châu rừng bắc trụ, cây to ú ụ luôn cô chú anh chị nhé. Trồng, để trồng được những cây to như thế này thì nhà vườn người ta đã bỏ ra rất là nhiều cái thời gian, rất là nhiều cái công sức để mà chăm sóc. Và hiện tại thì mỗi một cây như thế này, một cây như thế này có thể rơi vào 3 cho đến cần 4 cần hoa để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa Tết ạ. Nụ hoa chi chít luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị mình có thể cùng em xem. Đó, nụ hoa chi chít luôn, mỗi một cây rơi vào từ 3 cho đến 4 vòi hoa. Và cô chú anh chị chỉ cần sưu tầm một cây như thế này thôi là đến Tết mình có một cái giò lan đẹp để mà thưởng thức rồi. Em bán với giá ở đây chỉ có 170.000 cho 1kg thôi, đai châu nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 cho 1kg thôi. Và đây số cây nó sẽ rơi khoảng tầm 1 cho đến 2 cây trên 1kg, thậm chí có cây nó lớn hơn, có hơn cả 1kg nhé. Với thời điểm bây giờ thì cái thời điểm cô chú anh chị ghép đai châu để thưởng thức hoa Tết quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nhìn những cái nụ hoa của nó này, chi chít như thế này. Đó. Cô chú anh chị không cần phải bỏ ra những công thời gian để chăm sóc những cây châu nhỏ, có thể lấy luôn những cái cây châu to như vậy về. Cô chú anh chị có những tác phẩm đẹp như ý luôn từ những cây châu rừng to bự như thế này. Mỗi cây rơi 4-5 cần hoa, 3-4 cần hoa thì cô chú anh chị chỉ cần một cây thôi là đã đủ đẹp rồi đúng không ạ? Một cây và một cái chậu thôi đủ đẹp mê ly rồi ạ. Cô chú anh chị có thể mua cân hoặc là mua theo hàng hình ở đây cho em cũng được. Thì hàng hình thì lát nữa em sẽ xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Dạ, có những cây mẹ con nữa, phải nói là siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo Điện Biên Đông này, Điện Biên Đông, một cái dòng lan mà có hoa vàng rực rỡ và siêu sai bông luôn cái dòng Điện Biên Đông. Mỗi 1kg Điện Biên Đông này em bán với giá là 280.000 trong 1kg. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần ở đây cho em. Em cũng có chia theo phần này. Đó, cái dòng Điện Biên Đông này thì với số tiền cũng không quá lớn thì cô chú anh chị có thể sưu tầm ngay một cái giò Điện Biên Đông rất là đẹp. Hình này em gọi là hình số 9 ạ. Một cái rề Điện Biên Đông mà rất nhiều thân như thế này cô chú anh chị này. Đó, sum xuê và khoảng tầm mấy chục thân hoa cơ ạ. Giá chỉ có 160.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này. Hình số 10 với giá 170.000. Điện Biên Đông ấy thì em sẽ bán ngay từ 0,3kg nhé cô chú anh chị nhé. Đây là hình số 11 này. Hình số 11 này với giá 90.000 ạ. Đó, với số tiền 90.000 cô chú anh chị cũng có một cái khóm vừa xinh như thế này để thưởng thức hoa rồi ạ. Và sang hình số 12, cái lô này em bán 170.000. Và hình số 13 đây ạ, 120.000. Và hình số 14 nhé, 120.000 đây ạ. Và hình số 15 cũng là một cái rể rất là to đây, 180.000. Đó, Hoàng thảo Điện Biên Đông. Bên này thì em có một cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Cái lô này em bán thanh lý xả hàng luôn cho cô chú anh chị nào về trồng ghép vào buộc vào những cây xung quanh nhà chẳng hạn, trồng vào chậu cũng được nhé cô chú anh chị nhé. Lô này em bán với giá 30.000 luôn, cả một lô rất nhiều. Và bên này thì em có một cái lô hoàng thảo môi tu hay là hoàng long vĩ, em bán cũng xả hàng luôn. Đó, chỗ này về cô chú anh chị làm phải được ít nhất 2 giò, với giá em bán cả lô này là 40.000 này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng em ngắm một cái dòng lan mà rất là không phải là lúc nào cũng có. Đó là dòng lan hạc đỉnh đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Hạc đỉnh đỏ ạ, cô chú anh chị nào chơi lan, em bán lan rất là lâu nay rồi, nhưng mà đây là cái lô hạc đỉnh đỏ đầu tiên mà em sưu tầm được. Bởi vì hạc đỉnh đỏ này nó không phải là cái dòng lan mà nó quá có quá nhiều nên là rất là khó kiếm để mà giao lưu cùng cô chú anh chị. Mà có thì giá trước đây nó cũng rất là đắt. Hiện tại ngay cả bây giờ cô chú anh chị mua, nếu mà không mua đúng chỗ thì vẫn giá vẫn cứ cực kỳ là đắt đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái giò lan hạc đỉnh đỏ này, hoa đẹp. Đây là cái cây hoa mẫu thôi, còn tất cả những cái cây của em hiện tại nó đang có nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đó, đảm bảo cho cô chú anh chị là vừa có cây giống đẹp mà vừa thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời nhá. Và một giò hạc đỉnh đỏ như vậy em bán với giá chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị ạ. 130.000 để cô chú anh chị sở hữu ngay một cái dòng lan mà rất là đẹp và rất là hiếm hoi hiện nay như thế này cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân siêu VIP luôn cô chú anh chị. Những cái giò này mà sau này nở hoa Tết thì thực sự nó sẽ là những cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Cô chú anh chị nhìn cho em. Mỗi một cái giò đen rô xuân này ý, thì là hiện tại nó phải rơi từ 7 thân trở lên,
6 thân, 7 thân trở lên. Thân nào thân đấy to hơn, to như cái ngón tay cái của em. Bản lá mít tròn vo cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn cô chú ý chị nhé. Và em bán một cái chậu đen đô xuân như vậy đấy ạ, với giá chỉ có 160.000 thôi. Em xin nhắc lại là ở đây mỗi một chậu phải tầm trơ rơi trên 6 thân nhé cô chú ý chị nhé. Rơi trên 6 thân là những cái giò lan, hồ điệp mà đã đứng hết ngọn về cô chú ý chị kích hoa để Tết tới này có những cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Dạ cô chú ý chị có thể cùng em xem những cái giò đen rô xuân mà hiện tại nó đang nụ của em ở đây này. Em đang có những cái giò đen rô xuân khoảng tầm 2 thân cho đến 3 thân đang nụ này, nụ nó sai chi chít như thế này cô chú ý chị. Đó, và một cái giò đen rô nhỏ xinh như thế này nó rơi vào 2 thân hoặc là 3 thân nhé cô chú ý chị nhé. Chi chít là mầm nụ như thế này ạ. Em bán với giá là 90.000 cho một chậu. Và riêng dòng đen đô xuân, những cái cây này thì cô chú anh chị nó chắc là nó sẽ nở. Cái dòng này thì cô chú anh chị chơi hoa thời điểm bây giờ cho đến Tết là cô chú anh chị sẽ có một, chơi một cái lứa hoa mới nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em những mặt bông của dòng đen đô xuân, độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng nhé cô chú anh chị nhé. Hoa thơm ạ. Độ bền trên 2 tháng và cô chú anh chị rất là sai bông vô cùng như này. Cô chú anh chị sở hữu cái mặt hoa nào thì cũng gọi là không chê vào đâu được cô chú anh chị ạ. Dạ, những giò đen đô xuân mặt bông nào cũng đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị không phải lăn tăn đâu ạ. Riêng một cái chậu 2 thân thôi như lúc nãy cây em vừa giới thiệu, cô chú anh chị đã có ngay một cái giò lan cực kỳ là xinh đẹp như vậy thưởng thức rồi. Còn ở đây thì ngoài cái giò lan hiện tại em đang nụ với cái giá 90.000 đó, cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cái giò để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết ạ. Những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này, rơi từ 6-7 thân trở lên, hàng này mà hàng hoa Tết thì không dưới 500.000 đâu cô chú anh chị ạ. Rồi ạ, sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em một cái lô trần mộng xuân về xanh mướt luôn cô chú anh chị. Em có bán theo khóm và cũng có bán theo cân, 1 kg với giá 80.000 cô chú anh chị nhé. Và cái dòng này khi mà cái dòng trần mộng xuân là một cái dòng lan thuần Việt mà khi nói đến cái hàng hoa Tết thì người ta không thể nào không nhắc đến cái dòng địa lan trần mộng xuân này ạ. Một cái dòng lan mà nếu như so với bên Trung Quốc em thấy là người ta bán hàng năm thì đều bán địa lan Sato, bông hoa rất là to, rất là rực rỡ đúng không ạ. Nhưng tuy nhiên khi mà để mà so sánh với cái dòng địa lan của Trần Mộng Xuân của Việt Nam mình ạ, thì cô chú anh chị với cảm nhận cô chú anh chị không biết là như thế nào, nhưng riêng với cảm nhận của em thì cái bông Trần Mộng Xuân của Việt Nam mình là một cái mặt bông phải nói là nó thanh và nó trang nhã vô cùng luôn ạ. Nó đẹp thuần khiết rất là tuyệt vời, nó không rực rỡ nhưng mà lại nhìn cái vẻ đẹp rất là nhẹ nhàng và rất là cuốn hút luôn cô chú anh chị ạ. Đấy thì thời điểm hiện tại thì em đang có những cái khóm Trần Mộng Xuân này cô chú anh chị có thể mua cân hoặc là mua theo khóm ở đây cho em. Hàng bây giờ nó đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Trần Mộng Xuân bây giờ đang nụ ạ. Và có những cây thì nhú hẳn nụ và có những cây đang ngậm nụ. Cái hình này em gọi là cái hình số 1 này. Hình số 1 này em xin phép được bán với giá là 180.000 thôi, nguyên một cái rễ như này. Hình tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 đấy cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái mầm nụ của nó này. Có những cây đang ngậm nụ và có những cây chồi hẳn nụ lên rồi nhá cô chú anh chị nhá. Độ bền cô chú anh chị chơi hoa Tết từ đến tháng 4, tháng 5 luôn cô chú anh chị ạ. Dòng Trần Mộng Xuân này này. Cái hình tiếp theo hình số 2, hình số 52 em bán với giá 180.000. Và hình số 53 đây ạ, một khóm nhỏ xinh luôn cô chú anh chị, một khóm nhỏ xinh mà cũng có nụ ở đây này. Đó, những cái nụ rất là xinh ở đây ạ. Và cái khóm này em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 54. Hình này là hình 54 này cô chú anh chị. Hình 54 này em xin phép. Đây, cái nụ rất là cao luôn rồi. Có những cái nụ rất là cao luôn rồi. Đây ạ, riêng cái giả hành to bự này thôi mà có 2 nụ luôn này. Hình số 54 này em xin phép được bán với giá là 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 55, một cái khóm mà rất nhiều nụ ở đây, cái giả hành thì căng mướt và cái lá xếp tăm tắp luôn, đẹp. Bán 220.000 cho rễ này này. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 56 đây. Cũng là một cái rễ rất là to cô chú anh chị ạ. 56 này em xin phép được bán với giá là 200.000 và hình 57. Cái rễ khóm tròn vo luôn này, cô chú anh chị này, tròn vo luôn. Đấy, cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ thôi. Đó, cái hình rể 57 này tròn vo lá ngắn rất là xinh. Cái hình này em bán với giá là 170.000. Hình 58 là một cái rể mà phải nói là quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Tròn đều, rất là đẹp, xanh. Đó, cái cây này thì lúc mà khai thác về ấy, nó hơi bẩn cái lá một chút mà rất là nhiều giả hành, nhiều củ, nhiều giả hành đẹp. Cái rể này em xin phép được bán với giá là 340.000 cô chú anh chị nhé. À, tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây lan xinh đẹp đấy ạ. Một cái dòng lan vũ nữ thẻ bài. Cái cây lan mà
có thể coi như một cái cây thanh lọc không khí rất là tuyệt vời để trong nhà, trong phòng khách hay là bàn làm việc nhá. Độ bền của hoa này phải tầm 3 4 tháng ạ. Ngoài khi mà cây hoa này này, khi mà nó không phải tàn hoa ở đây ngay ngay đâu cô chú anh chị nhá. Mà sau này khi mà nở một dạo nữa là bắt đầu nó sẽ có những cái bông hoa nó tím tím nhú ra ở đây này. Đó, nó rất là độc đáo luôn. Đó, bông hoa cô chú anh chị nhìn là đẹp như là những cái bông hoa nhựa luôn. Một cái chậu lan đẹp như thế này em bán với giá chỉ có 70.000 thôi ạ. Dòng vũ nữ. Vũ nữ thẻ bài, ngoài cái vẻ đẹp, ngoài cái tác dụng thanh lọc không khí thì cây vũ nữ thẻ bài này mang cái ý nghĩa phong thủy, người ta quan niệm rằng cây cây thẻ bài này nó có thể mang đến vận may, tài lộc và sự an lành. Đó là ý nghĩa của cây thẻ bài, ý nghĩa cây phong thủy, cây thẻ bài của chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì cũng là một cái cây thanh lọc không khí đấy ạ. Là cái cây địa lan quân tử, mỗi cây to bự luôn. Rất nhiều cặp lá cây trưởng thành, hàng bản lá ngắn, lá nhăn đẹp như này. Em bán một cây địa lan quân tử này với giá 75.000 trong một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Cũng là một cái cây mà lọc không khí, loại bỏ những chất khí độc hại cũng như là loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với những thân thắt đốt sáng bóng cực đẹp và rất nhiều thân tơ. Nói chung là hoàng thảo chuỗi ngọc là một cái dòng lan mà có thể nói là đẹp từ thân lá đến hoa luôn, một chậu rất nhiều thân hoa như này. Với giá em bán là 170.000 cho một giò nhá. Và bên này đây ạ, bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm. Đây là những cái giò lan. Những cái giò lan mà nở hoa thời điểm Tết đó là giả hạc chấp Mỹ. Mà 1-2 năm trước đây một cái mỗi một thân nó rơi trên vài 300.000 cô chú anh chị ạ. Hiện tại một cái chậu rơi từ 3 thân cho đến 4 thân hoặc là 5 thân nhé cô chú anh chị nhé. 3 thân, 4 thân hoặc là 5 thân giá chỉ có 80.000 thôi nhé cô chú anh chị. 80.000 thôi ạ. Và đây là cái mặt bông của giả hạc chấp Mỹ. Nó cực kỳ là xinh đẹp luôn và rất là sai bông và cực thơm nhé cô chú anh chị nhé. Giá trị cái vẻ đẹp của nó, giá trị vẻ đẹp thẩm mỹ của nó phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Mà giá hiện tại thì nó quá rẻ cô chú anh chị ạ. Một chậu 3 thân như thế này, có 3 thân như thế này, có thân dài khoảng tầm 7-80 cm rồi, đã thắt ngọn rồi. Có những chậu 4-5 thân luôn cô chú anh chị ạ. 4-5 thân thì sẽ ngắn hơn. Mà giá chỉ có 80.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị sở hữu cho em 2 giò đi ạ. 2 giò đi sơ rơi vào 6 thân, 5 thân, 6 thân xum xuê như thế này có 160.000. Quá là rẻ đúng không cô chú anh chị? Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan. Bên này đây sẽ là cái dòng lan hạc vĩ thiên cung nữ bố. Em đếm sơ sơ thì mỗi một chậu hiện tại cũng rơi vào chục thân. Và có anh chị nói rằng là cái mặt bông có chuẩn như là cái mặt bông em giới thiệu không? Đây cô chú anh chị nhìn cái thân lá này. Cái hạc vĩ thiên cung nữ bố là cô chú anh chị nhìn biết nhé. Cái thân của nó có chấm tím trên thân như thế này. Hàng bảo hành mặt hoa đẹp như thế này. Và một chậu đếm sơ sơ cũng rơi vào chục thân với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 thôi ạ. Cô chú anh chị lấy giúp em 2 giò là rơi vào 200.000. Cô chú anh chị có ngay tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Một cái chậu duy nhất giả hạc di linh xuân, chậu này rơi vào 6-7 thân gì đó có 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. À 5-6 thân, 7 thân gì đó 80.000 thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái cây dendrozaza. Một cái dòng dendrozaza mở chậu cực nhiều giả hành đẹp như thế này này. Đó, bây giờ đang lên mầm chi chít luôn, dòng hoa quanh năm luôn. Có 25.000 cho một cái giò dendrozaza này. À đây ạ, kiều lộc bắc đây ạ. Những cái thân chậu kiều lộc bắc với những cái thân to mập nú tuyệt vời như thế này cô chú anh chị. Giá ở đây sẽ là 170.000 cho một giò. Hiện tại thì có những cây đã bắt đầu là chuẩn bị sưng trồi cả cái mắt nụ lên rồi nhá. 170.000. Và mỗi một cái thân to khủng như thế này thì sau này nở hoa có phải quá là tuyệt vời không? 170.000 cho một cái chậu kiều lộc bắc của chú anh chị nhá. Rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng đen đỗ úc mắt đen ạ. Dòng đen đỗ úc mắt đen hiện tại thì em thấy là có những cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đã bắt đầu là nhú nụ rồi ạ, có cây nhú nụ luôn này cô chú anh chị. Một cái chậu đen đỗ úc mắt đen, hàng cũng đã thắt hết ngọn, rơi trên chục thân. Giá em bán là 220.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hơn chục thân cho một giò, sách nặng chịu tay luôn ạ. Và bên này đây sẽ là những cây lan hồ điệp, giá chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Cô chú anh chị cùng nhìn ngắm những cái bông hồ điệp mà nó nở này. Nở khi mà mình tự trồng tự chăm những cây bông hồ điệp này nó siêu bền và hoa nở quanh năm nhé cô chú anh chị nhé. Riêng cây hồ điệp này hoa nở quanh năm ạ. Cái chậu hồ điệp nó khỏe đẹp như thế này cô chú anh chị về trồng sang chậu mới cho em ạ. Chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có được những cái bông hoa cực kỳ là tuyệt vời để mà thưởng thức nhé. Có 30.000 cho một giò thôi, chưa bao giờ rẻ đến vậy thôi. 90.000 để cô chú anh chị sở hữu ngay 3 cái chậu hồ điệp cực kỳ là xinh đẹp này đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga. Em còn có duy nhất 3 củ thiên nga. Những cái cây thiên nga mà chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi, năm thứ tư này cô chú anh chị này. Năm thứ tư, thứ năm hết luôn này.
Em bán một cây thiên nga như vậy với giá chỉ có 60.000 thôi. Em đang có 3 màu sắc cô chú ý, 2 màu sắc nhá cô chú anh chị nhá, đó là màu xanh cốm và màu nâu đỏ, màu nâu đốm chứ cô chú anh chị. Dạ, màu nâu đốm này rất là đẹp đúng không ạ? Màu nâu đốm quá là xinh. Cô chú anh chị ạ. Và có cả cái màu xanh cốm này nhá. Cô chú ơi, cô chú anh chị, còn đây sẽ là cái mặt bông của dòng lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái tác phẩm phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Nó sai bông kinh khủng như này này, hoa rất là thơm và cái họng hồng trên nền 5 cánh trắng hoa. Năm cánh trắng cực rất là nổi bật luôn. Hoa nở thời điểm Tết cô chú anh chị thấy là bây giờ cây canh căng phình thân và quá là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp như thế này ạ. Và những cái giò 5 cánh trắng họng hồng này em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị với những cái giò lan mà đẹp với giá rẻ siêu yêu thương luôn. Cái giò này có 3 thân cực to và mập luôn. Em bán cái giò này với giá là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi ạ. Trước đây thân ba vài 300.000, hàng chuẩn mặt bông 5 cánh trắng không làm cô chú anh chị thất vọng. Nở hoa vào thời điểm Tết nhá, căng phình thân căng quá đẹp, ba chậu ba thân căng quá đẹp luôn. Giá đây chỉ có 100.000 thôi, gọi là chậu 3 năm ạ. Chậu 36 đây cô chú anh chị. Rất là nhiều thân. Giò này thì cô chú anh chị mà uốn lên nó giống sẽ đẹp như là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Giá em bán cũng 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Cái chậu này hai thân mập nú, hoàn toàn đứng thắt hết ngọn như thế này. Đó, quá là đẹp ạ. Với giá chỉ có 90.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38 ạ. Cái chậu này là 3 thân đây cô chú anh chị. 3 thân ạ, cong vút và mập mạp đẹp như thế này với giá là 100.000. Và hình số 39, cái chậu này thì cũng rất nhiều thân. Đó, chậu này thì 4 thân dài và thêm vài cái thân ngắn ở bên này nữa. Đẹp mê luôn nha này. 120.000. Và một cái chậu tiếp theo là cái giò lan này gọi là giò số 40 nhá cô chú anh chị nhá. 2 thân thôi ạ. Mà mỗi một thân dài trên 80. Đó, thân căng phình như thế này chắc chắn sẽ là một mùa hoa tuyệt vời cho từng thân một ạ. Giá em bán ở đây là 90.000 cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp ạ. Sang bên này đây cũng là một cái mặt bông mà nở hoa Tết mà năm nào, gần như năm nào em cũng bán hoa Tết này. Cái dòng phi điệp cánh viền ạ. Phi điệp cánh viền cô chú anh chị nhìn cho em, thân nào thân đấy bây giờ thắt hết ngọn như thế này. Đó, đẹp, nhìn đẹp mê luôn đúng không ạ? Cái dòng phi điệp cánh viền này thì đã từng đi dự rất nhiều triển lãm về hoa lan trước đây và đã được giải cực cao. Đó, một cái mặt bông mà rất là đẹp. Hoa nở thì sai thôi rồi ạ. Và hình này em gọi là hình 41 ạ. Giò phi điệp cánh viền này rơi vào một cái giò như này. Bảng gỗ ổn định về cô chú anh chị chỉ việc treo thưởng thức hoa thôi. Có 130.000 nhé cô chú anh chị nhé. Hình số 42 ạ. Cũng quá đẹp đấy ạ. Thân nào không đấy căng đẹp như này. 130.000 và hình 43 ạ. Cô chú anh chị ngắm cho em ạ. 5 thân như một suối, mỗi thân sẽ như một suối hoa luôn ạ. Hình này em bán với giá 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 44 này. 44 thân to mập quá đẹp luôn. Cái giò này em bán với giá 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. 150.000 cô chú anh chị nhìn ạ. 4 thân mà chật đầy hết tay luôn nhé cô chú anh chị. Thân nào thân đấy to mập nù ở ú luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 345, 130.000. Sang bên này đây sẽ là dòng trầm cổ. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Riêng dòng trầm cổ này này, thân của nó không có lẫn đi đâu được. Đó, riêng cái thân của nó này, cô chú anh chị nhìn thấy xoắn đỏ tím như thế này rồi đúng không ạ? Nó trước đây nó gọi tên là trầm than củi. Tuy nhiên được giữ giống rất là lâu rồi, chính vì vậy mà người ta còn gọi nó là trầm than củi. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em, ngắm cho em cái mặt bông đẹp mê của dòng lan trầm than củi đấy ạ. Đó, cái chậu này thì có 4 thân thôi đúng không ạ? 4 thân thôi mà có một giò lan đẹp tuyệt vời như này. Thì ở đây hiện tại em đang có những cái giò này này, mỗi một thân trầm than củi này, nếu mà cô chú anh chị chăm đến độ đạt ấy, nó phải dài đến cả 2 mét luôn. Cái giò này em gọi là hình 46 nhá, một cái thân chậu 3 thân to nú, chậu này em bán với giá 110.000 thôi. Đó, mỗi một thân dài từ trên 50cm trở lên hết nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 ạ. Gọi là chậu số 46, chậu tiếp theo chậu 47 này. Chậu 47 đấy ạ. Quá đẹp ạ. Chậu 47 này là 4 thân hoa, thân căng phình quá đẹp luôn, chậu này bán 120.000. Và chậu 48 cực sum xuê luôn. Chậu này em bán 120.000 và chậu 49 110.000. Đấy, thân đỏ ao luôn. Và chậu số 50 với giá 120.000 đây cô chú anh chị, trầm than củi, chậu này 4 thân luôn. 4 thân đẹp luôn ạ.
Bên này trầm tùng đỏ này. Có lẽ à đây, em còn có hai cái chậu, hai cái giò này là hai giò giò giáng hương cẩm báo, một cái dòng lan thơm từ thân lá rồi, hoa siêu bền. Siêu bền và có thể nở hoa thời điểm Tết nhé. Em bán cái hình này với giá, nhìn cái bệ rễ không lại thích rồi, 48 120 nghìn ạ, 49. Một cái chậu này có 3 cây này, cho chú anh chị này, 3 cây, một cây rất là to, thêm hai cây nhỏ hơn, cái bộ rễ cực đẹp. Giá em bán ở đây là 120 nghìn và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ nhé. Cái dòng trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu ấy thì chắc chắn là không lạ gì rồi. Trước đây mỗi một thân trầm rồng đỏ cũng hơn 300 nghìn một thân. Em đã từng được bán từ cái lúc thân trầm rồng đỏ mấy trăm nghìn cơ cô chú anh chị ạ. Đây mặt bông trầm rồng đỏ này. Đó, hoa sắc hoa đỏ thắm như này. Và mắt đỏ rất là đẹp nhé. Khuôn bông hoa bầu như là cái hoa của trầm rừng ấy cô chú anh chị ạ. Thân to nù ú luôn. Cái chậu này em bán có 120 nghìn thôi. Hình 25. Đó. Quá khoảng tầm 7-8 thân luôn. Và hình 26 này, cô chú anh chị này. Một cái chậu mà có một cái thân siêu to khổng lồ, dài đến khoảng tầm 80cm và lá xếp đẹp tăm tắp, đốt ngắn rụt rịt này. Ngắm cái thân này không cũng đủ mê luôn, cô chú anh chị ạ. Chậu này em bán 120.000 và chậu 27 nhá. Chậu 27 này em bán với giá 110.000 này. Chậu 27, 3 thân to đủ luôn, 110.000 và chậu 38, 28, 110.000 ạ. Để cô chú anh chị đếm cho em bao nhiêu thân ạ? Có 110.000. Và hình tiếp theo là hình số 29 đây. Chậu này 4 thân. 4 thân cũng rất là cao và đẹp, cũng 110.000. Và hình số 30 này. Chậu này cũng là 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ có 110.000 thôi. Và hình số 30. Hình số 31 đây ạ. 100.000 cho chậu này. 3 thân ạ. Và chậu số 32. Chậu này có 4 thân. Đó, đều tăm tắp nù rụt rịt luôn với giá 110.000 và chậu 33 đây ạ. 4 thân nhá, rất là đẹp luôn, 4 thân này. 4 thân cực đẹp như này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 34. 34 cũng với giá 110.000, chậu này là 4 thân ạ. Bên này đây sẽ là những cái giò long tu rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Dòng long tu xuân này, cái hình này gọi là hình 16 long tu đá chứ. Đây là long tu đá, một cái chậu này trồng trên cái giá thể là cái gỗ nhãn nhá, rất là ổn định luôn cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều thân như này, khi mà nở hoa sau này cô chú anh chị rất là dễ dàng trưng, có 100.000 thôi. Đó, 110.000 chậu 16 và chậu 17 cũng với giá 110.000 nhá. Cô chú anh chị tìm chậu tìm giá thể ghép còn khó đúng không ạ? Cứ lấy một cái chậu như thế này, giò như này. Đó, thuần sẵn rồi, về chỉ việc treo vào trồng hoa thôi. 18 110.000. 19 là một cái giò long tu xuân cực kỳ xinh luôn ạ. Thân cong vút, cả thân nào thân đấy nụ, nổi nụ, mắt nụ rất là rõ luôn rồi, đứng hết ngọn luôn. Em bán cái giò này với giá 110.000. Và hình tiếp theo là hình số 22 cũng với giá 110.000 này. 20, 110.000. Hình 23 cũng với giá là 110.000. Xinh chưa cô chú anh chị? Thân nào thân đấy mập nụ luôn. Và hình tiếp theo là hình số 22 cũng với giá 110.000 đấy ạ. Và đây là mật ong khoái đấy ạ. Hôm nay có một còn có một ít sáp thì có chú... có anh gì anh ấy muốn lấy sáp nên là đã vớt hết sáp cho anh ấy rồi. Bây giờ chỉ còn mật thôi. Tuy nhiên thì còn có lẫn một ít sáp vụn nhé của chú chị nhé. Đặc sánh luôn và ít có lô mật ong nào mà nó đặc sánh trong và thơm nức như này của chú chị. Mật ong khoái ạ, với giá ở đây em bán là 220.000 nhé của chú chị. Mà không có, gần như là không có sáp luôn của chú chị ạ. Về lọc qua một tí thôi là được rồi. Quà tặng, quà biếu. Dùng cho gia đình thì không có gì quý hơn, không gì tuyệt vời hơn của chú chị ạ. Riêng cái mật ong này cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhé. Hàng hoàn toàn mua trực tiếp với những người dân, người ta đi hái lan, đi rừng ấy ạ. Và riêng cái mật ong khoái này thì không có hàng vườn đâu, không có đồ nuôi đâu cô chú anh chị ạ, chỉ có trên rừng có thôi. Và chè dây, món chè dây cho cô chú anh chị nào đang muốn tìm kiếm ạ. Tìm kiếm chè dây sạch dùng cho gia đình đây, một cái vị thuốc, một cái món quà rất là tuyệt vời. Em bán với giá ở đây là 100.000 cho một túi 1kg. Cái hàng này thì em nói là tuyệt vời và đảm bảo nhé. Cô chú anh chị yên tâm dùng bởi vì là cái hàng này nó là làm từ về tự ra tay gia đình nhà em làm đấy ạ. Bên này em đang có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho lan này. Vỏ thông đủ size luôn ạ. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Riêu rừng 50.000 cho 1kg. Dớn thì em có cái dớn bảng kích cỡ là 13, 20 với giá là 15.000. Kích cỡ là 20, 30 với giá là 18.000. Ở bên này là những chế phẩm này.
Atomic 12.000 cho một gói, Duy Xanh 50.000, Duy Đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, Xúc Thai Hormone Tăng Trưởng 5.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000, Liền Da Mỹ Tiến 40.000 và Liền Da Sẹo Đen sẽ là 50.000. Siêu Dơ Dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan trọng ống kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 ạ. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Và phân dê chiều dài 20cm với giá chỉ có 5.000 thôi. Và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi đạ. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong và trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000. Đặc biệt, sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán với giá là 30.000, 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ, mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn, mà giảm đau cực kỳ là hiệu quả, không gây nóng rát ạ. Đây là những từ những cánh hoa hồi của cô chú anh chị biết rồi, người ta có thể cho vào món ăn để tạo hương vị, tạo độ ngọt và rất là tốt đối với sức khỏe ạ. Và cái tinh dầu hồi này hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi đó cô chú anh chị nhé. Ở bên địa phương Cao Bằng quê em thì có cái thời tiết, có cái khí hậu, vùng khí hậu, một trong ít những cái vùng khí hậu mà có được thiên nhiên ưu ái, đó là có thể trồng được cái cây hoa hồi đấy ạ. Một cái cây cây mà có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời. Cô chú anh chị thử một lần, lấy những cái giọt thử một lần, sưu tầm, thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng để cảm nhận cái mùi hương thư giãn mà nó có thể đem lại cho cô chú anh chị. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép dừng clip ở đây ạ. Đây ạ, em quên mất là em còn có những cái chậu lan cát, cái dòng lan cát một lá bông đại mà mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái bông cát siêu to khổng lồ, cái độ to của nó phải tầm 12 đến 12 cm gì đó cô chú anh chị ạ. Cái bông hoa to khổng lồ luôn, bền cực thơm. Hiện tại em đang có cái chậu này gọi là chậu cát số 1 này. Kiểu này đang hai mèo nụ và hàng này hàng hoa tem, hàng tem chắc chắn là sẽ mặt bông rất là đẹp, 120 này. Chậu số 2 đang hoa này, 120, và chậu số 3. Chậu số 3 ở đây, chậu số 2 ở đây cũng đang mèo nụ này, 110.000. Chậu số 3 là chậu đang hoa đấy ạ. 120.000. Và chậu số 4 này. Chậu số 4 này cũng là cái nói chung ở đây là những cái dòng tem đó, mèo này cũng chuẩn bị chồi nụ ra, 120.000. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái clip và ủng hộ cho cơ sở đang dừng nhà em ạ. Và em xin phép được dừng clip ở đây.